Đây, một ngày mới thật là ăn ăn linh ăn vui. Nani? Đây đợi. Đây nha, mấy anh em làng gặt lúa nha mọi người nha. Đây nha. Đây là lại một ngày mới để gặt lúa anh em mọi người nha. Đây nha, mình vô ruộng để quay cánh đồng của người Tây Nguyên nha mọi người nha. Đây này. Thôi. Hello mọi người nào này. Hello mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi vạc lúa, gặt lúa mọi người nha. Đi. Đây vùng tuần qua làm tôm đê làng này bay bay chục tuổi là nhiều. Ùm rạ. Đây là đốt là. Tất. Là này. Này nhìn á. Hơn 60 tuổi. Chào mọi người nhé. Đây là cánh đồng của đây nha. Đây nha mọi người nha. Đây là người Tây Nguyên gặt lúa nha mọi người nha. Đó là anh em gặt lúa. Đây nha. Chào mọi người nha. Đó đây. Rồi mình dừng video tại đây nha mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại video tiếp theo nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.